Rồi, đây là đề bài của mình. Thế đầu tiên mình sẽ tạo tập file index.html. Các bạn nhớ nha, về sau khi mà các bạn code cái dự án mà nó có nhiều trang ấy, thì cái trang chủ của nó sẽ để là index. Vì cái file index.html sẽ là cái file đầu tiên được load để nó hiển thị lên. Và mặc định nó sẽ là trang chủ luôn. Đấy, nên mình sẽ để là index.html là trang chủ. Rồi, thế thì để gõ nhanh. Cho thầy hỏi lại một nữa là trong lớp mình thì có bạn nào trước đây học HTML và CSS thì dùng thuộc tính là float không? Trong CSS ấy, có bạn nào dùng thuộc tính là float không? Đây, thuộc tính float này. Rồi, thì nếu mà dùng thuộc tính float thì các bạn để ý cho thầy nhá, vì là bây giờ thuộc tính float người ta không dùng mấy nữa rồi. Và người ta dùng grid hoặc là người ta dùng flex. Thế thì các bạn cứ để ý cho thầy một chút, tí nữa thầy sẽ nói luôn cái phần đấy. Rồi, để gõ nhanh, có nghĩa là để mình render nhanh ra một cái đoạn khung HTML ấy, thì các bạn có thể là gõ chấm than enter. Thế tự động nó sẽ render ra một cái đoạn code, một cái khung của HTML. Đó, và cái phần nội dung mình muốn hiển thị lên thì rõ ràng nó sẽ nằm trong phần body rồi. Đúng nhỉ, tất cả những gì mình muốn code nó sẽ nằm trong phần body. Và trong body này, cái thẻ đầu tiên mà chúng ta code ra là một cái thẻ div có class là container. Chúng ta có một cái thẻ div này. Và các bạn cho nó một cái class là container. Đấy, thế thì cái container làm gì? Đấy, giả dụ khi mà các bạn nhìn vào trang, ví dụ như thằng VN Express chẳng hạn. Đây, ví dụ thằng VN Express ở đây. Thì các bạn để ý nhá, chúng ta thấy một cái khoảng cách ở bên trái này đúng không? Một cái khoảng trắng bên trái và một cái khoảng trắng bên phải. Và khi mà chúng ta zoom nhỏ, zoom to lại cái website thì lúc nào nó cũng sẽ ở giữa. Thế vậy thì cái div container đấy để làm gì? Để căn giữa toàn bộ nội dung của website. Đấy, đồng nghĩa việc là nó sẽ chứa toàn bộ nội dung website đấy. Và toàn bộ cái nội dung mà hiển thị lên ấy, thì nó sẽ nằm trong thằng div là container. Đấy, thế thay vì mà các bạn phải gõ div, sau đó thì cho class là container, thì mình có một cái gõ nhanh. Đấy, những bạn nào mà học lớp của thầy trước đây rồi chắc là biết cái cách gõ nhanh ấy rồi. Chúng ta chỉ cần chấm một cái, thì cái chấm này này là đại diện cho class. Sau đó mình sẽ gọi cái tên class ra, gõ tên class ra, enter, thì nó sẽ sinh ra một cái div với đúng cái tên class mình vừa mới gõ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Thì rõ ràng là trong một website nó sẽ có 3 phần đúng không? Nó sẽ có phần header, phần content và phần footer. Đúng nhỉ? Đấy, header này, content và footer thì bao gồm 3 phần. Giờ, thế thì trong phần header thì nó sẽ chứa những cái gì? Đây, thầy nói luôn trên trang VN Express này, trong phần header nó sẽ chứa, bình thường các bạn nghĩ là nó sẽ chứa logo, chứa phần search, chứa cái menu và chứa cái banner. Nhưng thực tế ra ấy, để xác định là những cái gì nằm trong header thì các bạn cứ vào một cái trang, sau đó các bạn, ví dụ như mình đang ở trang chủ đúng không, mình chuyển sang một cái tab mới, chuyển sang một cái page mới là thể thao, hoặc khi mà các bạn chuyển sang sức khỏe chẳng hạn, đó thì các bạn vẫn thấy là trên này nó vẫn giữ nguyên logo này, giữ nguyên với cái thông tin này và giữ nguyên toàn bộ cái menu này là giữ nguyên. Thế thì tất cả những cái gì mà giữ nguyên từ trang này sang trang khác ở cái phần đầu của website ấy, thì đồng nghĩa việc là nó sẽ nằm trong header. Thế nếu trong trường hợp nếu chúng ta có một cái banner và cái banner đấy ở trang nào cũng có, nghĩa là ở cái page nào cũng có, thì nó sẽ nằm trong phần header. Tuy nhiên nếu trong trường hợp nó chỉ nằm trong trang chủ thôi thì cái banner đấy nó sẽ nằm trong phần content. Nắm được không nhỉ? Đấy, đấy là xác định là thằng nào là header, thằng nào nằm trong phần content. Đấy, không phải lúc nào cái banner của mình nó sẽ nằm trong phần header nhé. Đấy, mà chỉ có những cái thằng nào mà chuyển từ trang này sang trang kia mà nó vẫn giữ nguyên ấy, thì mình mới để nó vào header thôi. Còn lại thì nó sẽ nằm trong content. Đấy, thế thì quay lại với cái bài của mình. Thì có phải bài này của mình sẽ có một cái logo và một cái menu này ở đây. Đấy, trong cái menu thì có phần menu và phần search. Thì toàn bộ phần này nó sẽ nằm trong header. Đấy, thế thì trước đây mình hay dùng là một cái div có class là header để định nghĩa ra phần header. Đúng, thế thì khi mà sang HTML5, nó sinh ra một cái thẻ mới
để định nghĩa luôn cái phần header đấy. Và cái thẻ mới này nó có ý nghĩa, nó có ngữ nghĩa đấy. Thay vì là chúng ta dùng một cái thẻ deep thì cái thẻ deep này không có nghĩa gì cả. Thẻ deep này nó chỉ là sinh ra để chứa cái phần nội dung bên trong thôi, chứa một cái phần nội dung nào đấy thôi đấy. Nó không giống thẻ title. Thẻ title là nó nhìn vào phát là mình biết luôn đây là một cái tiêu đề, hay là thẻ p nhìn vào phát mình biết là trong cái thẻ p đấy nó sẽ là một cái đoạn văn bản đấy. Thế thì sang HTML5 chúng ta sẽ có một cái thẻ thẻ header để định nghĩa cho phần header luôn đấy. Thì lúc này mình sẽ không cần đến cái thằng div nữa đó. Trong header này thì mình có gì? Rõ ràng là mình sẽ có phần đầu tiên là một cái khối để chứa logo, đúng nhỉ? Mình sẽ có một cái khối để chứa logo, đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ có một cái div đặt tên cho nó là logo đó. Và trong cái div đấy thì là gì? Là một cái img, đúng nhỉ? Trong cái div này sẽ là một cái img đấy, link nó đến cái logo này. Rồi thế thì bên dưới cái logo chúng ta sẽ có cái gì? Bên dưới cái logo có phải là có một cái thanh menu đúng không? Đây là cái thanh menu này. Và cái thanh menu này chia ra làm hai phần. Một phần là cái menu điều hướng, một phần là cái form search. Đấy, đồng nghĩa việc là mình sẽ chia nó thành hai cột. Một cột là chứa cái menu, một cột là chứa cái phần search. Đó, thế thì hai cột này rõ ràng là mình sẽ phải có một cái gì? Có một cái khối để chứa nó. Thì mình sẽ lại sử dụng cái div để chia cái khối đấy. Rồi, thật là tên nó là menu bar chẳng hạn. Đấy, là thanh menu. Và trong cái thanh menu này có hai phần đúng không? Một là phần menu, hai là phần search. Đấy, thì mình sẽ có hai cái div, một cái div là chứa cái khối menu, một cái div là chứa khối search. Rồi, thế thì trong HTML5 để định nghĩa ra một cái menu ấy, hay còn gọi là thanh điều hướng ấy, thì chúng ta thay vì sử dụng là div class là menu thì mình sẽ có một cái thẻ mới là thẻ nav. Đấy, thẻ nav này là viết tắt của từ navigation này. Đó, thẻ nav này là viết tắt của từ navigation. Đây này. Đấy, thì lúc này chúng ta không cần đến cái hàng div class là menu nữa, mà người ta nhìn vào cái thẻ nav này người ta đã biết luôn là đây là một cái phần để điều hướng. Đấy, và rõ ràng là trong cái nav này thì có gì? ULLI. Trong cái nav này thì nó sẽ có ULLI. Vì là menu của mình là danh sách mà. Đúng không? Rồi, đầu tiên là chúng ta có UL đúng không? Nếu trong trường hợp mà trong cái thằng UL này có LI thì các bạn thêm một cái dấu lớn hơn. Đấy, thầy hướng dẫn các bạn là cách chúng ta viết tắt luôn. Đúng không? Thêm cho thầy một cái dấu lớn hơn này. Bên trong UL thì rõ ràng là mình sẽ có LI đúng không? Và nếu như trong trường hợp danh sách của mình có bao nhiêu cái mục ấy, thì mình sẽ nhân với bấy nhiêu mục. Đấy, thế thì để nhân thì các bạn để sao này? Đấy, giả sử chúng ta có 6 cái mục trong menu thì các bạn sẽ là nhân 6. Đấy, và bên trong thằng LI có cái gì nữa ấy, thì chúng ta lại thêm cho nó một cái dấu lớn hơn để bắt đầu đi vào bên trong. Đấy, thông thường cái menu của chúng ta click được vào thì đồng nghĩa việc là trong cái menu mình trong cái thẻ LI đấy nó sẽ có thẻ A. Thì các bạn có thẻ A ra đây, sau đó các bạn enter thì nó sẽ tự động sinh ra một cái danh sách bao gồm là 6 cái thẻ LI. Và bên trong mỗi một cái thẻ LI đấy nó sẽ là một cái thẻ A. Đấy, thì như này nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc là chúng ta phải gõ từng cái thẻ LI ra một. Thế thì làm lại đúng không? Đấy nha, cần dùng Z nha. Đây, zoom lên tí cho dễ nhìn này. Nhìn rõ chưa? Rồi ạ. Đúng không? Đầu tiên thì mình sẽ có thẻ UL đúng không? Đấy, rồi tiếp đến đi vào bên trong UL thì các bạn sẽ có một cái dấu lớn hơn này. Đấy, bên trong thằng UL thì có LI. Và nếu có bao nhiêu cái LI thì sẽ nhân với bấy nhiêu, nhân với bấy nhiêu. Đấy, và bên trong cái LI có cái gì thì mình lại thêm một cái dấu lớn hơn nữa và cái nội dung bên trong cái thẻ LI đấy. Còn nếu trong trường hợp bên trong thẻ A này, bên trong thẻ A này mà có một cái đoạn đoạn text mà nó giống nhau y hệt thì các bạn sẽ mở đóng ngoặc nhỏ đây. Ví dụ thầy ở đây là menu. Không, thì khi mà enter ra thì nó sẽ tự động nó fill vào bên trong cái thẻ A luôn. Đấy, giống hệt nhau. Đấy, đoạn này nắm được chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi, ok. Thế thì đến đây thì có phải là mình xong phần header rồi không? À đâu, còn phần search nữa. Sorry các bạn, còn phần search. Rồi, phần search của mình thì sẽ là có một cái form. Và trong cái form đấy nó sẽ có hai cái thẻ input. Một cái thẻ input là để nhập nội dung text.
Một cái thẻ input là để sinh ra cái nút tìm kiếm này. Đấy, thì có phải là khi mà mình code ở đây thì nó sẽ là cái thẻ form đầu tiên đúng không? Nó là form search. Đấy, bên trong form đấy nó sẽ là gì? Một cái thẻ input type bằng text này. Một cái thẻ input thứ hai type của nó bằng submit. Đấy, thế thì khi mà các bạn chạy ra, khi mà chạy lên đúng không? Đây, thì nó sẽ sinh ra một cái ô để các bạn nhập text và một cái button, một cái nút. Nhưng mà cái nút này mặc định của nó sẽ là submit, hoặc nếu mà nó là tiếng Việt thì nó sẽ là gửi. Đấy, vậy thì để thay đổi cái nội dung bên trong của thẻ input, thay đổi nội dung bên trong của cái nút đấy, một cái button đấy, thì các bạn sẽ thêm vào thấy cái thuộc tính value. Nhớ không nhỉ? Tìm kiếm, save lại. Đấy, thì ra đây tự động thay đổi theo. Đấy, như vậy là mình đã xong phần header rồi. Đấy, đến giai đoạn này là mình xong phần header rồi. Đóng lại, sau đó có xuống đây các bạn comment thêm một cái. Kết thúc phần header. Đấy, để về sau mình sẽ phân biệt. Đến đây là mình có thể nhìn thấy là ở chỗ này là kết thúc phần header rồi. Đấy, tiếp đến là phần content đúng không? Thì toàn bộ phần nội dung bên dưới này. Đấy, toàn bộ phần nội dung bên dưới này nó sẽ là content. Là cái nội dung chính của trang đấy. Thế thì content này thì ok, mình vẫn có một cái thẻ div class là content để chứa toàn bộ cái nội dung chính của trang đấy. Tuy nhiên bên trong cái div là content đấy, trước đây chúng ta sẽ là chia thành hai cột. Một cái div để chứa phần cột bên phải, đây cột bên phải. Một cái div để chứa phần cột bên trái. Thế thì khi mà ra đến HTML5 thì nó sẽ có những cái thẻ để nó đánh dấu từng cái phần này một. Ví dụ như cái cột bên phải này, thông thường nó sẽ là những cái liên kết, những cái ví dụ như những cái nó gọi là điều hướng ấy, nó cũng sẽ nằm ở cái cột bên trái hoặc bên phải. Đấy, thì cái cột nó trải dọc toàn bộ cái nội dung của cái phần content đấy, người ta để nó vào trong một cái thẻ gọi là thẻ assign. Đấy, trước đây thì mình sẽ có hai cái đúng không? Trước đây thì mình sẽ có hai cái div trong phần content này. Đấy, mà các bạn hay để là left content và right content ấy. Đấy, nội dung trái, nội dung phải là hai cột. Đấy, thì bây giờ cái thằng right content này, đấy, nó sẽ thay thế bởi một cái thẻ là thẻ assign. Đấy, và trong cái thẻ assign này nó có thể là một cái menu dạng dọc, hoặc nó có thể là một cái list danh sách tất cả những cái bài viết gì đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ là trải rộng, nó sẽ là toàn bộ cái độ rộng của phần content đấy. Rồi, thế thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ assign thay cho cái thằng right content. Đấy, vứt thằng right content này đi. Thế còn thằng left content này là gì? Thằng left content này thì nó sẽ chứa nội dung chính của cái page đấy. Nó sẽ chứa nội dung chính của cái page này này. Đấy, vậy thì cái nội dung chính này khi mà sang HTML5 nó có một cái thẻ là thẻ main để chứa cái nội dung chính. Đúng rồi, thẻ main thay vì chúng ta dùng cái là div class left content thì nó sẽ là thẻ main. Đấy, lúc này chúng ta vứt cái thằng div đi. Đấy, trong cái thằng main này thì chứa cái gì? Trong cái thằng main này này thì nó có thể chứa một hoặc là nhiều khối nội dung. Nó giống như kiểu là nhiều khối chức năng ấy. Thì mỗi một cái khối nội dung đấy, mỗi một cái khối chức năng đấy nó sẽ được phân tách với nhau bởi một cái thẻ là thẻ section. Đấy, chẳng hạn khi mà chúng ta vào một cái đây để thầy xem có một cái trang phòng VN Express này thì hơi khó nhìn. Đây, ví dụ trang này xem nào. Đây này, ví dụ các bạn nhìn thấy đây nhá. Chẳng hạn như toàn bộ phần này nó là một cái khối nội dung lớn đúng không? Đây, toàn bộ phần này nó sẽ là một khối nội dung lớn thì đồng nghĩa việc là nó sẽ đưa toàn bộ cái nội dung của tháng này vào trong một cái thẻ section để nó phân chia ra ở đây là một cái khối nội dung lớn. Sau đó đến bên dưới thì toàn bộ cái phần này nó sẽ là một cái section nữa. Vì đây là phần khối nội dung không liên quan gì đến phần trên. Đó. Thế đồng nghĩa việc là trong cái bài của mình thì toàn bộ cái thằng này nó sẽ là một cái section. Đấy, có nghĩa là bên trong thằng main này này mình sẽ có một cái thẻ là thẻ section.
để phân chia khối nội dung ra. Và bên trong cái section đấy, hiện tại của mình đang là một cái bài viết đúng không? Đấy, bên trong cái section nó sẽ là một cái bài viết. Thế thì để đánh dấu đây là một cái bài viết thì trong HTML5 nó có một cái thẻ là thẻ article. Trong cái section này đó, chúng ta sẽ có một cái thẻ article để đánh dấu là bài viết. Thế thì về sau bất cứ khi nào các bạn nhìn thấy một cái bài viết ấy, thì các bạn sẽ để nó nằm trong thẻ article. Đấy, thay vì ngày xưa là mình dùng div thì bây giờ mình sẽ có thẻ article. Đấy, và trong cái thẻ article đấy thì nó chứa cái gì? Nó chứa một cái img đúng không? Một cái thẻ tiêu đề, một cái phần nội dung. Đây là img này, đây là h này, đây là p này. Đó, và rõ ràng là thằng này nó chia thành hai cột. Thế thì mình sẽ có một cái div, đầu tiên là mình sẽ có một cái div. Đấy, đặt tên cho nó là new img chẳng hạn. Đấy, và trong này thì rõ ràng là có img rồi. Đấy, trong này thì rõ ràng của mình là có img rồi, chấm xuống, dán link vào đây. Tiếp đến mình sẽ có thằng new content này, là cái phần nội dung ấy, chính là cái phần mà chứa tiêu đề và chứa phần nội dung này. Thì mình sẽ chia nó thành cột thứ hai. Rồi, tiêu đề thì mình có thể H2 đúng không? Tiêu đề. Ví dụ như vậy. P là chứa nội dung. Rồi, xếp nó lại. Sang bên này. Kiểm tra. Đó. Thì đây chính là bài viết của mình. Đấy, đây sẽ chính là bài viết của mình nhá. Đấy, còn cái phần sidebar cái gì? À, cái phần aside cái thì để vào đây một cái đoạn text chẳng hạn. Đấy, thì đây sẽ chính là nội dung của phần aside. Demo thôi nhá, cái này chỉ là demo thôi nhá. Rồi, cuối cùng thì mình còn cái gì? Như vậy là mình xong phần content rồi đúng không? Xong cái phần là content ở đây rồi. Enter xuống dòng, comment lại một cái, kết thúc phần content. Đấy, cuối cùng mình sẽ là footer. Thì trong footer này thực tế là mình chỉ có một cái mỗi một cái tên sinh viên thôi. Đấy, nó chỉ có duy nhất một cái tên sinh viên thôi. Thì sang đến HTML5, đúng không? Sang đến HTML5 thì nó sẽ có một cái thẻ sinh ra để thay thế cho phần footer. Đấy chính là thẻ footer luôn. Đấy, thế thì nhìn vào nó sẽ biết luôn là ở trong cái này chính là phần chân của trang đấy. Trong cái thẻ footer này nó sẽ chính là phần chân của trang. Đấy, thì thay vì mình dùng div class là footer thì mình vứt nó đi. Mình dùng là thẻ footer luôn. Trong này có một cái thẻ P chẳng hạn. Sơn TV 8. Xích vào lại. Đó, như vậy là mình đã code HTML xong cho cái website này. Đúng không? Đấy, như thế này là mình đã code HTML xong rồi. Đấy, việc còn lại chỉ là mình code CSS cho nó thôi. Đấy, việc còn lại chỉ là mình code CSS cho nó thôi nhá. Rồi, thế thì code CSS thầy sẽ demo cho bạn hai phần. Một là phần chúng ta chia cái đây. Mình sẽ code CSS cho thằng menu này là một. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chia nó ra thành cột ở cái phần nội dung ấy, phần content ấy. Mình sẽ chia nó ra thành cột. Đấy, thì thay vì là các bạn ngày xưa dùng, một số bạn là dùng float. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ không dùng float nữa. Đấy, thế thì mình sẽ đi đầu tiên là đi vào thằng menu đã. Nhưng mình sẽ đi thẳng vào thằng menu đã này. Rồi, vấn đề ở đây là chúng ta cần nắm được bản chất của việc là tại sao cái thằng menu này bây giờ nó đang hiển thị theo dạng là một hàng dọc. Đấy, chứ không phải là nó mặc định hiển thị là một hàng ngang. Thế thì không biết là các bạn còn nhớ về cái phần tử dạng block và phần tử dạng inline không nhỉ? Phần tử có kiểu hiển thị dạng block và inline ấy. Đúng không ạ? Rồi, thầy nói qua lại một chút nhá, để cho những bạn nào mà chưa không nhớ hoặc là chưa biết thì biết luôn. Trong HTML thì nó có kiểu hiển thị dạng inline và block. Thế thì inline là gì? Inline là khi mà chúng ta đặt mấy cái phần tử đấy cạnh nhau ấy. Ví dụ bây giờ thầy có một cái hình ảnh ở đây, đúng không? Khi mà thầy đặt mấy cái img này cạnh nhau này. Đấy, thì lúc hiển thị lên mặc định của nó sẽ là dồn vào thành một hàng ngang. Đấy, thế thì tất cả những cái thẻ nào mà các bạn đặt gần nhau mà nó tự động nó dồn vào thành một hàng ngang
thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ có kiểu hiển thị là inline. Đấy, thế thì cái kiểu hiển thị inline này thì nội dung của nó, nội dung của cái thẻ đấy, nó sẽ là kích thước của khối chứa nó luôn. Đúng, kích thước của nó sẽ bằng đúng với phần nội dung bên trong luôn đấy. Còn phần tử dạng block là gì? Là khi mà các bạn đặt cạnh nhau thì nó sẽ tự động nó xuống dòng này. Đấy, nó tự động nó sẽ xuống dòng. Thế thì vấn đề là tại sao nó tự động nó xuống dòng? Ví dụ ở đây đúng không? Chúng ta đang đưa vào thẻ LI. Đấy, đây sẽ là thẻ LI này. Mỗi một cái menu này sẽ là một cái LI. Vậy thì một cái LI này kiểu hiển thị của nó là dạng block. Đồng nghĩa việc nó sẽ chiếm hết cái nội dung, chiếm hết cái độ rộng của cái trình duyệt. Nó sẽ chiếm hết cái độ rộng của cái dòng đấy luôn. Đấy, nên mặc định của nó sẽ là đẩy tất cả những thằng còn lại xuống dưới. Đấy, vì nó chiếm hết độ rộng rồi mà, nên nó sẽ đẩy hết tất cả những thằng còn lại xuống dưới. Thế thì bây giờ khi mà các bạn muốn đưa cái thằng menu vào thành một hàng ngang thì có phải các bạn sẽ phải select vào thằng LI, sau đó thì thay đổi cho nó kiểu hiển thị từ block sang inline. Đấy, thì nó sẽ nằm trên một hàng ngang đúng không? Đấy, đồng nghĩa với việc là gì? Khi mà code thì các bạn sẽ tạo ra một cái file là file select ra đây đã. index.css. Và mình sẽ link cái thằng CSS đấy vào trong này. Rồi. Đấy, khi bắt đầu code đúng không? Thì rõ ràng là mình sẽ phải làm gì? Select sao? Đưa tất cả cái margin và padding của nó về mặc định là 0. Đó. Rồi mới đến giai đoạn là gì? Chúng ta select vào cái thẻ LI. Đó, mình sẽ phải select vào thẻ LI. Vì bây giờ trên trình duyệt nó đang hiển thị là gì? Là mỗi một cái thẻ LI này nó chiếm toàn bộ độ rộng của màn hình. Đấy, cho nên mình sẽ phải select vào nó. LI. Rồi mình sẽ thay đổi kiểu hiển thị của nó đúng không? Thế thì để thay đổi kiểu hiển thị chúng ta sẽ có thuộc tính là display. Đó, và không phải là tự block nữa, mà chúng ta sẽ thay đổi sang nó thành inline. Cho nó display là inline. Thì tự động nó sẽ dồn cho các bạn vào thành một cái hàng ngang. Đó, thấy không? Tự động nó sẽ dồn thằng này vào thành một hàng ngang. Đấy, và thầy để cho cái menu này có một cái màu đi, cho nó dễ nhìn. Vậy thì để đổ màu cho menu thì rõ ràng chúng ta sẽ phải select vào đâu? Đây, select vào cái thằng div class là menu bar. Đấy, mình sẽ select thông qua cái class của nó. Background color cho nó màu cam đi, cho nó dễ nhìn. Đấy, thì có background color rồi đúng không? Đấy, vấn đề còn lại của mình là gì? Vấn đề còn lại của mình là bỏ gạch chân các thứ. Thì mấy cái bỏ gạch chân này thì nghĩ là các bạn nhớ rồi. Không, nó chỉ là hơi mất thời gian một chút để chúng ta làm thôi. Thì cái quan trọng nhất ở trong này là gì? Là chúng ta đưa cái thằng tìm kiếm này lên cùng hàng với lại cái menu ở trên. Đó. Vậy thì quay lại bên HTML. Có phải bây giờ trong cái khối menu bar này mình đang có hai phần, một là cái phần menu, hai là phần search. Đó, và rõ ràng là mình đang muốn chia nó ra thành hai cột. Thế thì để chia thành hai cột thì mình sẽ phải chọn vào cái thằng menu bar này. Mình sẽ phải select vào cái thằng cha chứa hai cột đấy, chính là thằng menu bar. Đó, và cái thằng menu bar đấy thì mình select ở bên này rồi. Và bây giờ các bạn muốn thay đổi kiểu hiển thị của nó để nó hiển thị thành hai cột thì rõ ràng mình sẽ phải gọi cái thuộc tính display ra. Và bây giờ các bạn sẽ sinh ra một cái giá trị mới, nó không phải là inline, không phải là block nữa, mà nó sẽ là grid. Đấy, những bạn nào mà học float ấy thì để ý phần này cho thầy nhá. Đấy, chúng ta sẽ dùng display grid, nghĩa là mình sẽ quy định là cả cái khối đấy là một cái lưới. À, và bây giờ tiếp tục mình sẽ quy định số cột trong lưới đấy. Thì chúng ta sẽ có thuộc tính là grid template column, là để chia cột. Đấy, mỗi một cái thông số trong này, nếu như trong trường hợp mà các bạn muốn chia đôi. Đấy, chia đôi cái màn hình hiển thị của trình duyệt đấy, chia đôi cái màn hình ra này. Đấy, thì các bạn để thông số ở đây là 1FR, 1FR. Đây là một cột này. Đây là hai cột này. Đấy nhá, cứ một cái 1FR này sẽ là một cột. Đấy, và nó sẽ chia đôi cái màn hình của các bạn ra để hiển thị. Đó. Đây, nhìn thấy không? Đấy, nó sẽ chia đôi cái màn hình của mình ra luôn.
Đấy chưa nhỉ? Đấy, còn nếu mà các bạn muốn cho cái thằng tìm kiếm nó sang bên phải ấy, thì mình chỉ cần là select vào gì? Mình chỉ cần select vào cái class là search này thôi. Sau đó cho nó text align bằng right. Text align bằng right. Thì nó sẽ nhảy sang bên phải. Đến phần này các bạn nắm được chưa nhỉ? Đây là display grid nha, grid template column. Flex được. Dùng flex cũng được. Thì hiện tại bây giờ người ta dùng flex và grid là nhiều, chứ người ta không dùng float nữa. Đấy, thế nên là những bạn nào mà dùng float thì học cách dùng grid hoặc là dùng flex đi. Rồi tương tự phần dưới cũng vậy thôi. Phần dưới chính là phần content này của mình nhỉ. Phần content này của mình thì có phải là mình chia ra thành hai cột đúng không? Đấy, mình sẽ chia nó ra thành hai cột. Thì đồng nghĩa việc là lúc này mình sẽ select vào cái content ở đây. Đấy, mình select vào content cho nó display the grid. Chia thành hai cột đúng không? Grid template column. Okay, không phải repeat. Whatever. Đấy, thì nó sẽ chia đôi cái màn hình của mình ra. Thế tuy nhiên thì thực tế đúng không? Thì cái cột bên phải này của mình nó nhỏ hơn so với cột bên trái. Đấy, thế thì ví dụ cái cột bên phải của các bạn nó chỉ chiếm khoảng tầm 400 pixel thôi. Thì đồng nghĩa việc lúc này các bạn sẽ vào đây các bạn thay đổi cái thông số cột thứ hai đi. Nó không phải là một FR nữa mà nó sẽ là 400 pixel. Đấy. Thì nó sẽ co nhỏ lại. Đây, kích thước của cột này. Đấy thì nó sẽ co nhỏ lại. Một bên là 400 pixel, một bên là toàn bộ kích thước còn lại của màn hình. Đó được chưa nhỉ? Đấy còn cái phần bài viết này cũng vậy thôi. Đấy phần bài viết này cũng vậy này. Đây. Article đó. Đây, trong này là bài viết đúng không? Và trong bài viết của mình đang có hai cái khối. Thế thì các bạn lại tiếp tục làm gì? Display grid, grid template column. Đấy, thì nó tự động sẽ nhảy lên. Nó tự động sẽ nhảy lên bên này luôn. Và nó sẽ chia cho các bạn thành hai cột. Đây, chia thành hai cột. Đấy, còn về căn chỉnh chính xác thì cái này nó sẽ mất thời gian hơn. Và các bạn đánh nghĩ là các bạn có thể tự căn chỉnh chính xác được. Đấy, nó chỉ có vấn đề là việc là chúng ta chia cột thôi. Đấy, và chúng ta hiểu là tại sao thằng menu này nó dồn vào thành một hàng ngang. Đấy, nắm được bản chất của nó. Thế là được. Đấy vậy thôi, trong thằng HTML5 thì tạm thời mình đã qua một số những cái thẻ mới như này. Thẻ header để chứa cái phần nội dung đầu, nội dung ở bên trên đầu ấy, thì nó sẽ dùng header. Đúng không? Thẻ nav là để chứa phần liên kết, navigation. Main là chứa nội dung chính của trang, aside là chứa tất cả những cái phần nằm trong cái cột bên trái hoặc là cột bên phải. Đấy, chứa navigation các thứ. Footer là để chứa phần nội dung bên dưới. Dưới cùng ấy, dưới chân của trang ấy. Đấy, trong main thì nó có cái gì, có một cái section để quy định là đây là một cái khối nội dung chính lớn. Đấy, hoặc là một cái khối chức năng lớn. Article là để chứa một cái bài viết. Đấy, thực tế nó chỉ là nâng lên từ HTML thôi mà, chứ nó không có gì quá là khó khăn, quá là phức tạp. Đấy, thấy ok không? Đó, hôm nay thì chúng ta chỉ đến đây thôi. Tình nghĩa là chúng ta chỉ đến đây thôi. Đấy, việc của các bạn là gì? Và các bạn là từ giờ đến tối và xem cái bài online đi. Và làm bài quiz đi.
để xem là ngày mai kiểm tra xem quýt đến đâu rồi đấy, để còn tiếp tục học những bài online tiếp theo đấy. Có nghĩa là sau ngày mai thì chúng ta sẽ phải, có nghĩa là hết ngày mai chúng ta sẽ phải hoàn thiện mấy cái bài quýt đầu tiên ấy, ba cái bài quýt đầu tiên ấy đấy, để cho các bạn từ giờ cho đến ngày mai để xem và làm quýt các thứ cho đến hết ngày mai luôn. Đấy, còn bây giờ mình nghỉ một tí, tí nữa thầy sẽ điểm danh.